tiên quay lại cái đoạn phim này đi. Rồi bây giờ là vừa rồi là chỉ một cái động tác nhẹ mình hiểu rồi, giải tỏa rồi. Là qua cái một cái giấc mơ thì là thấy sao? Cảm giác của mình. Phải nói thật, từ con không tin là con leo lên cầu thang được. Tại vì hôm qua đó bị ngay đấy là con đi từng bước một hai bước thôi. Mà không ngờ mà bây giờ con lên cầu thang đã thì mình con đi vút vậy thì nó còn ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ Kim chắc phải quay lại một đoạn của cô này đi lên trên thang lầu cho thầy rồi quay trở lại. Rồi xin mời đi một lần nữa. Trời ơi, cho mày yêu thế. Rồi, trời ơi. Ôi trời ơi. Rồi nhau luôn hả? Đấy. Rồi, hãy đi xuống nha. Rồi, giờ mới đi xuống nè. Chỉ có thiên liên hậu độ, thiên liên thiên lời không? Rồi, bây giờ chị đi thoải mái đi. Rồi chị này chị sẽ ăn uống đặt đó, đứng yên đó, đứng yên. Nè, thì cảm giác đi lên đi xuống dễ dàng thoải mái đúng không? Bây giờ chạy nhẹ nhẹ thử. Cho nó ghê đó. Mà ở nhà trước khi đi Mỹ đi qua Việt Nam là con đi một hai bước thôi. Là thật rồi. Con trèo lên cầu thang mà bây giờ cầu thang đã mà chạy lên chạy xuống như vậy. Trời đất ơi. Phải nói là nguyên gì nữa rồi. Chị là cái người mà đi theo chị á thì chị thấy sao? Dạ, trước hết là thưa bác sĩ, thưa con thể các em ở đây, em là chị của Huyền đây, và ngày mà nghe tin em nó đau mà rồi cho tới ngày em quyết định em mua vé tàu bay rồi đưa nó về đây rồi này nọ, là phải nói là trong lòng em rất là lo lắng, và người chồng của nó ở bên Mỹ cũng rất là lo lắng. Nó rất là hoang mang nữa, bởi vì nó nghĩ rằng bên Mỹ không chữa mà chạy về Việt Nam chữa, đó là cái điều mà nó không bao giờ mong muốn như vậy. Thành ra khi mà em quay tất cả những cái YouTube của thầy trước khi em về đây á, do em nó nói là chị ơi em tìm ra ông thầy này và em nghĩ chỉ có thầy này mình cứu được em. Thành ra em nghĩ vậy, em đang làm em cũng bỏ việc và em đưa em đi. Thì phải nói là sáng nay em... Ủa là chị ở Việt Nam hay là chị bên Mỹ? Dạ, giờ em ở bên Mỹ. Ồ thế à? Dạ, ở California. Em rồi hỏi nhiều luôn. Thành ra em phải suy em về hưu nhưng mà làm việc nhẹ nhàng. Tức là em đang làm việc bạc thái thôi. Thì là em quá nhiệt bỏ ngang người ta mà để em đưa em đi. Để đưa em đi. Dạ, thành ra là sau khi mà em quay được những video đó thì em rất là vững tin để em đưa nó đi.
thì ngày mà mua vẽ rồi xong hết rồi chỉnh em đi mua vẽ rồi thì nó gọi điện lại chị ơi em thì em chết bên Mỹ cho em không muốn về. Mua vẽ hết như vậy? Dạ 3 ngàn. Thì em rồi 6 ngàn á. Thì là quyết định mua vẽ xong thì nó nói là chị ơi bây giờ em đuối sức quá rồi em không thể đi em này thì em quyết định thôi để em chết bên Mỹ. Thì em la nó liền em nói chứ em là chuyên là quá cái chuyện là con nước con tác mình đã quyết định mình tin như vậy mình đi thì là phải đi rồi là em phải lo vừa đi làm vừa lo cơm nước cho nó rồi kêu chồng ngực chạy tới nhà em để lấy cơm về cho em không còn đủ sức để mà vừa lái xe được vừa lo quá nhiều việc cùng một lúc trước đi em đi là bởi vì em phải thu xếp việc nhà của em mới đi được chứ đâu có thể nào mà em nói là em đi cái là em bỏ nhà em đi nữa được đâu thành ra trời ơi, em về tới đây là quá như là tự nhiên khi em nghe được bình mậy là tay em tự nhiên nó còn run luôn á tại vì em cũng hơi khủng hoảng là bởi vì em nghĩ chết rồi bây giờ nó mà có chuyện gì thì khổ cho nó rồi khổ cho cả nhà rồi nó không bấn loạn tâm lắm thành ra cái về đây rồi xong khi mà tới đây thì em nghĩ là cái ngày đầu tiên mà thầy thấy cái buổi trưa mà em vừa tới phi trường mà em có được cái sim Việt Nam là em tức tức là em gọi liền cho thầy thì lúc đó thầy đang ăn cơm rồi sau đó em lại chứ bây giờ em nôn tới quá xong em lại chứ bây giờ để phải hỏi thầy là chiếc xe mà đi vô hẹn là đi có được hay không nữa chúng thôi lỡ xe chạy vô hẹn nó có giận mà tới nhưng mà cuối cùng thì thầy nói là hẹn rồng này nọ thì là em đưa nó về gặp thầy liền và ngay khi mà thầy nói thì em thầy đã yên tâm là bởi vì trước khi mà thầy chữa cho em thì gặp một cái cô mà bệnh chi mà bị tai nạn đó xong rồi thầy giật cái ấy ra tay cổ chứ thì nó làm cái em thì lại gần như là tim 99.99% luôn em nói như vậy là ơn trên như là cho chị em gặp đúng thầy đúng nơi để chữa bệnh rồi về là chiều hôm đó là phải nói là em quá mệt khi về tới nhà em mặc dù em đã mua thuốc cái gì rượu ớt rồi bao nhiêu cái đá rồi chi nhưng mà chiều tối đó về phải nói thiệt em tắm rửa em ấy xong em nằm luôn bởi vì em đã bay trước đó là 24 tiếng hơn tụi em phải đi nữa đâu có nằm gì đâu thành ra tối đó là thôi giờ chị có uống rượu ớt rồi ăn rồi hay. Là đi ngủ thôi mà chị em quyết định là ăn 18 16 18 cho nó liền nữa dạ thành ra là ngày hôm qua là suốt ngày là nghỉ ngơi thì em chỉ có đi chờ mua một chút ít thức ăn nấu cho nó rồi lo chườm đã cho nó rồi cho uống rượu với chi đầy đủ thì em cũng làm theo nó luôn bởi vì em cũng đuổi rồi em nói chết mình cũng phải lo mình nữa chứ thôi mình sùm thưởng nó cũng chết rửa là sáng nay đưa nó tới thiệt sợ rồi xong rồi em nhìn cái cách mà thầy thì các học viên mà giúp đỡ để mà kiểu như là làm cho những cái cơ bắp của mình mềm mại hôm nay nó thì em thấy nó quá vui và em thấy là ồ như vậy là sẽ em nghĩ là kết quả sẽ tốt và đến giờ phút này thì phải nói là em trước hết là xin cảm tạ ơn trời đất là như đã giúp cho chị em có được một cái cơ hội quá là tốt lành để mà gặp được thầy cũng như gặp tất cả các vị ở đây giúp đỡ cho em nó và em nghĩ cái video này em quay chỉ một chút xíu thôi nhưng mà gửi về liền cho chồng của nó và các em bên nhà thì nó sẽ rất là vui mừng và như vậy là chồng nó rất là mong đợi việc nó phải tìm về chưa mình là phải báo cáo liền cho trong thời gian chỉ có một hay dạ, ngắn ngủi mà một cái kết quả rất là bất ngờ đúng không mà chị mà bản thân chị có ngờ ra cái chuyện xảy ra vậy không? Dạ, cái sự lợi này em không mà ngờ được. Em nghĩ ít nhất cũng một tuần hết gì chứ em không nghĩ chỉ trong vòng chưa được 12 tiếng đồng hồ mọi sự nó đã thay đổi đến nhanh đến như vậy. Dạ, thì phải nói rất rất là vô cùng biết ơn thầy cũng như là tất cả các vị mà giúp đỡ. Nhớ là tối nay người trường đá rồi nhớ một điều nữa là rượu ớt cho thầy tại vì cái đó nó sẽ là cứu cho mình nữa. Rồi còn một cái nhớ quan trọng nữa là tối nay khi mà đi nằm đá sau ngủ cầu nguyện cho thầy là cứ làm đúng như thầy nói là con cầu cho con gặp được người giúp cho con khỏi bệnh con nguyện con sẽ làm những cái điều công đức mà nếu mà thiên liên đưa đẩy con sẽ giúp cho mọi người thì mình làm chuyện thiên lành mình chỉ cần vậy thôi không có đi chùa đi chiền không có cúng giếng không có đi là đi làm phước lành không cần gì hết lúc đó thiên liên sẽ dẫn dắt mình đi rồi hôm nay là các em á là chứng kiến một cái sự việc mà gọi là tâm linh ha thì mình thấy rất là quyền bí thì như vậy là
có em nào có cảm tưởng nha. Trước khi mà tụi em nghe em mình đó, là chính em cũng đã thành tâm phát nguyện, hai chị em ở bên Mỹ cũng y như lời thầy dạy. Tại vì gia đình em phải nói là cũng là có ba em cũng đi xuất gia, rồi em cả út của em cũng là đang tu nữa. Hay quá. Thành ra những cái chuyện mà phát nguyện tu tập cũng như làm việc phước lành đó, thì em tụi em đã làm lâu rồi chứ không phải đến như hôm nay. Và nhưng khi nó bình thì tụi em càng mạnh liệt hơn nữa, thành ra em nghĩ nhờ đó mà ngày hôm nay kết quả mà nhanh tới như vậy. Và em rất mừng là thầy đã cho cơ hội mà em để em được chứng kiến cái ngày hôm nay, cái giờ phút này đó, tức là nhờ các em giúp đỡ và theo một cái gọi là cái tâm linh đặc biệt mà em nghĩ là nó không ngờ ứng nghiệm. Ừ, tự nhiên đó. Dạ, nó rất là nhìn màu á.